Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thị xã Mỹ Hào phối hợp với Viettel Hưng Yên để xây dựng đô thị thông minh. Sau hơn một năm triển khai, việc chuyển đổi số trên địa bàn thị xã đã đem đến những kết quả cụ thể. Đây là một giờ sinh hoạt đảng bộ được tổ chức tại trung tâm thị ủy thị xã Mỹ Hào. Điểm khác biệt là đảng viên của tất cả các khu phố, tổ dân phố thuộc các xã phường trên địa bàn thị xã đều có thể tham gia giờ sinh hoạt này thông qua kết nối internet. Sinh hoạt như này chúng tôi thấy chúng tôi được mở rộng được cái tầm nhìn, hiểu được thế giới, hiểu được tình hình trong nước. Giờ sinh hoạt toàn đảng bộ là sáng kiến của thị ủy Mỹ Hào được triển khai đến nay đã được hơn một năm. Sáng kiến này không chỉ đem lại những lợi ích thiết thực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng mà còn là hoạt động cụ thể góp phần thực hiện mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số tại thị xã. Thực hiện chuyển đổi số, chính quyền số phải luôn dẫn đầu. Để thuận lợi cho việc quản lý văn bản, giấy tờ tại thị xã Mỹ Hào, phần mềm quản lý văn bản được sử dụng tại tất cả các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, các xã phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Trong năm 2021, có gần 8.000 văn bản đến và hơn 9.000 văn bản đi. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức thường xuyên với quy mô khác nhau từ trung ương đến địa phương. Đến nay, có 257 thủ tục hành chính được triển khai tại phần mềm một cửa. Các ứng dụng trên cổng dịch vụ công trực tuyến của thị xã được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Tôi thì đến đây từng làm rất nhiều loại giấy tờ và hồ sơ. Thì trong quá trình làm việc thì tôi cũng đánh giá là mọi người là ý thức rất là tốt và cái tác phong làm việc của mọi người là rất hài lòng. Đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị xã Mỹ Hào là nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên. Sau đó, nhiều địa phương bị phong tỏa. Song nhờ việc ứng dụng công nghệ số nên việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn thị xã đến các xã phường vẫn đảm bảo thông suốt. Ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, các cái dịch vụ người dân không phải đi lên các cái cơ quan, các cấp cao hơn và giải quyết trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả đạt được là vô cùng phấn khởi, nhưng để đạt được mục tiêu trở thành đô thị thông minh thì chặng đường còn rất dài. Nắm bắt được điều đó, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã có kế hoạch cụ thể. Thị xã Mỹ Hào đặt mục tiêu đến năm 2025 về xây dựng chính quyền số, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 và mức độ 4, 100% các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến các xã phường sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số. Mỗi ngành, mỗi địa phương phải từng bước số hóa. Về phát triển kinh tế số, phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP trên địa bàn. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%, phấn đấu có 70 doanh nghiệp số. Trong phát triển xã hội số, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang bao phủ 100% xã phường và trên 80% hộ gia đình, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đây là những mục tiêu chi tiết cụ thể, đồng thời các giải pháp cũng rất được chú trọng. Trong thời gian tới thì chúng tôi chú trọng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cái tầm quan trọng của chuyển đổi số. Thứ hai là khảo sát, đánh giá thực trạng và nâng cấp cũng như hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, dự kiến đến cuối năm 2022 và đầu 2023 thì xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC. Theo kế hoạch chuyển đổi số thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2022, có 4 địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số là xã Xuân Dục, xã Hưng Long, phường Minh Đức và phường Bần Yên Nhân. Bản thân các địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho địa phương mình. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cũng như là phối hợp với các phòng cơ quan chức năng để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những cái nội dung có liên quan đến những cái cơ sở vật chất để đáp ứng được cái chương trình chuyển đổi này. Là đơn vị hỗ trợ về công nghệ để phục vụ chuyển đổi số của thị xã Mỹ Hào, Viettel Hưng Yên đã tích cực đầu tư về nhân lực, vật lực để cùng thị xã Mỹ Hào xây dựng và hiện thực hóa các mục tiêu đô thị thông minh. Việc mà dần thay thế cũng như là đồng bộ về vấn đề dữ liệu hạ tầng để đảm bảo cho sẵn sàng cho cái việc chuyển đổi số này, chúng tôi sẽ thường xuyên tham mưu và trực tiếp hỗ trợ cho thị xã Mỹ Hào về công tác hạ tầng để làm sao là có một cái hạ tầng đảm bảo tốt nhất. Với sự quan tâm đầu tư một cách đồng bộ và những kế hoạch chi tiết cụ thể, tương lai gần, Mỹ Hào sẽ là nơi có tỷ trọng kinh tế số cao và đồng đều trên các mặt, là địa phương đạt tiêu chí đô thị thông minh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên.